cả hả? Ui, anh Giai, anh Giai của em đi làm có mệt không ạ? Ừ thì cũng mệt. Anh Giai của em đi làm có bị nắng không ạ? Ừ thì cũng nắng. Đấy mà, em biết ngay, anh Giai của em là chủ tịch công ty SVM, bận trăm công nghìn việc, nắng nôi vất vả. Nên là hôm nay em trai đích thân xuống bếp nấu món ngon cho anh Giai. Em xuống bếp làm cái gì? Nhà mình có thuê giúp việc mà. Anh Giai mình chẳng tâm lý gì cả, phải đích thân em xuống bếp nó mới có ý nghĩa. Chẳng phải là trước khi bố mẹ mất, bố mẹ chẳng để lại gì ngoài cái khối tài sản to đùng với công ty SVM lại cho anh em mình còn gì. Với cả bố mẹ còn dặn là anh em mình phải yêu thương nhau nữa. Em nghĩ được như vậy thì rất là tốt. Bố mẹ chỉ mong muốn là anh em mình sống với nhau đoàn kết và nên người thôi. Thế nên muốn bao nhiêu tiền? Nói đi. Ơ kìa, anh Giai mình này, sao lại có tiền nong gì ở đây? Anh còn lạ gì em nữa? Em làm tất cả những cái việc này cũng chỉ là muốn xin tiền của anh thôi, đúng không? Thật ra thì anh biết đấy, em muốn tổ chức sinh nhật cho bạn gái. Mà em thì như thế nên là em muốn xin anh... Anh vẫn đang nghe đây. Em muốn xin anh 10 triệu để tổ chức sinh nhật cho cô ấy á. Cái gì? Một đứa học sinh cấp 3 như em mà xin tận 10 triệu để mà tổ chức sinh nhật cho bạn gái á? Anh không cho thôi, em đi vay ngoài. Không thì mặc kệ cô ấy vậy. Đức này, không phải là anh không muốn cho em, em biết thừa mà. 10 triệu đối với anh không là vấn đề gì cả. Nhưng mà bây giờ ấy, em đang cuối cấp rồi, còn phải tập trung vào học hành để mà còn thi tốt nghiệp, thi đại học nữa cơ mà. Vâng, em biết mà. Mà còn nữa nhá, em là một người cực kỳ đam mê cá độ và cờ bạc. Dạo gần đây anh chưa phát hiện được điều gì mới. Với cả cũng nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm của em rồi. Học hành thì vẫn bét lớp thôi, nhưng mà về vấn đề kỷ cương nề nếp ấy thì là có tiến bộ rất rõ rệt đấy. Đức này, bây giờ em cũng lớn rồi, làm cái gì thì làm. Việc đầu tiên là nghĩ tới bản thân của mình, sau đó nghĩ tới anh, rồi tới bố mẹ nữa. Đừng làm điều gì phạm pháp nhé, biết chưa? Em nghĩ thử mà xem, những lần phạm pháp trước của em, nếu như mà không nhờ có anh ra tay cứu giúp thì em sẽ thế nào? Đấy là còn chưa kể đến hậu quả nữa. Đã có bao giờ em nghĩ về hậu quả chưa? Vâng, em cũng biết mà, mấy cái trò đỏ đen ấy chẳng tốt lành gì cả. Sau cái lần ấy, em cũng không dám chơi nữa. Được vậy thì tốt, anh sẽ cho em tiền, được chưa? Nhưng mà nhớ nhá, phải cố gắng lên đấy. Và đừng làm anh thất vọng. Lát anh chuyển khoản cho, ok? Ôi, em biết rồi, đúng là anh Giai của em, thương em nhất. Thôi được rồi, anh đi tắm đây, nhá. Ok anh Giai, anh cứ đi tắm cho mát mẻ sạch sẽ. Em sẽ chuẩn bị cơm lên, rồi anh em mình cùng ăn. Cái thằng này, chỉ được cái khéo miệng thôi. Thôi nhá. Cảm ơn anh Giai. Yes. Em à, anh lấy được tiền rồi, lát anh qua đón em nhé. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Kinh nhờ, có ông anh làm giám đốc FPM có khác. Xin một tí thôi là có cả chục triệu tiêu rồi. Của tình yêu đây. Em cứ nói thế, anh đây cũng phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt, năn nỉ gãy cả lưỡi. Ông anh Giai mới cho có bằng này. Thế này là nhiều rồi đấy. Mà em bảo này. Em cứ nói đi, anh đang nghe đấy mà. Mình nghỉ học nhiều như này, anh không sợ cô giáo chủ nhiệm nói với anh trai của anh thì sao? Ui giời ơi, nói hộ. Nói cho em nhiều biết này, anh đây làm gì cũng tính toán kỹ lưỡng hết cả rồi. Không kể những ngày lễ Tết, ngày bình thường, thỉnh thoảng anh lại tặng các cô vài tờ polymer để các cô nói tốt cho anh trước mặt ông anh Giai. Xong rồi cho bọn mình nghỉ học, bỏ học cứ phải gọi là thoải mái đấy. Thảo nào. Mà nói luôn với em cho nó khép đấy, cái lớp đấy
không có anh với em là quá tốt cho bọn học sinh. Cũng đúng. Mà này, em có nhớ cái ông thầy dạy hóa tên là gì không nhỉ? Em chẳng nhớ nữa. Mà lớp mình dạy là thầy chứ không phải là cô à? Chết chết. Học sinh đi học không biết người dạy mình là thầy hay cô. Anh đảm bảo với em là thầy. Chỉ có điều là tự nhiên quên mất tên rồi. Nhưng mà sao? Có chuyện gì? À, thì lần trước ông ấy chả bảo với anh à, hôm nào các cô các cậu đi học ấy mà chỉ ngủ thôi, đấy là một cái niềm vinh dự to lớn với cái lớp này. Em thấy không? Mình bỏ học đi chơi thế này là tạo điều kiện cho các bạn trong lớp tập trung học hơn đấy. Thôi thôi thôi, ông từng nói phép ít thôi. Mà em bạn này, thế hôm nay như nào? Có chơi không? Chơi chứ, chơi ở đâu? Mấy giờ? Hôm nay có khi chơi ở bên anh của em đi. Bên anh của em thì đảm bảo uy tín, bảo mật luôn. Ok, chốt kèo. Hôm nay anh sẽ cho em thấy các ông anh em như thế nào. Thần bài này sẽ cho các ông anh của em ra bã luôn. Thôi được rồi, có gì là cũng phải nhớ tới em đấy nhá. Ok em yêu. Đây rồi, xin nhá. Anh ạ. Là đây à? Bạn em đây à? Vâng, đây là bạn của em. Em có nói qua với anh rồi. Bạn em đang muốn chơi, không biết còn chân nào không anh nhỉ? Người mà Lan đã giới thiệu ấy thì chắc chắn là anh sẽ sắp xếp cho một chân rồi. Mà trông cu em có vẻ là hơi trẻ đấy, có dám chơi sòng phẳng với anh không? Tới đi anh, đàn ông dám chơi dám chịu. Được, ngồi xuống đây. Chia bài đi. Tiền là tiền nhiều khi không mà có, tiền là tiền nhiều lúc có như không. Người yêu em hôm nay vào cầu có khác, thắng liên tiếp luôn. Không biết hôm nay anh thắng được bao nhiêu nhỉ? Có mấy chục thôi chứ mấy. Anh đúng là đỉnh nhất đấy. Mới lần đầu ngồi chiếu thôi mà đã như thế này rồi. Không biết có thưởng gì cho em không nhỉ? Tất nhiên, thưởng thì phải thưởng chứ. Nhờ có em yêu ngồi cạnh mà hôm nay anh vào cầu đỏ. Em thích cái gì anh chiều tất. Thế thì đi shopping thôi chứ nhỉ? Được, anh sẽ mua sập cả cái Hà Nội này cho con vợ luôn. À, nhưng mà phải chờ anh một tí đã. Sao vậy anh yêu? Chờ anh chút, anh đi giải quyết nỗi buồn. Ở đây luôn á hả? Tia được cái bụi kìa. Đứng đây chờ anh một tí nhá. Nhanh lên đấy, không người ta thả chó ra lùa bây giờ. Ok. Gì đây? Đã bảo đừng gọi cho em cơ mà. Khi nào hợp lý em sẽ gọi lại sau. Sao đang bận à? Em đang đi với con mồi. Vậy à? Anh sẽ nói nhanh thôi. Thế nó có nghi ngờ gì không? Nó đang sung sướng muốn chết đây này, chẳng để ý gì đâu. Tốt lắm. Thằng đại gia non nớt này chính là mỏ vàng của anh đấy. Thế giờ sao? Anh có định triển khai kế hoạch luôn không? Không. Mỏ vàng lớn như vậy, cứ để chăn thêm vài bữa nữa. Sau đó thì sẽ lật kèo sau. Mồi ngon, vỗ càng béo, nhiều lúc thịt càng no, hiểu chưa? Rồi, em hiểu, em biết rồi. Này, hãy nhớ rằng em chỉ đang câu mồi đến cho anh thôi. Nếu mà có gì đi qua giới hạn ấy, thì không xong với anh đâu đấy, người yêu của anh. Em biết rồi. Anh Giai! Thôi thôi thôi, thôi thôi ngay nhá. Lần này là dứt điểm nhá. Anh không cho thêm tiền đâu. Kể cả là có sinh nhật của người em yêu hay là người yêu của em thì cũng chịu nhá. Kìa, sao anh cứ nghĩ xấu về em thế nhở? Đây là đồ mà em mua cho anh đấy. Có mấy cái đồ hàng hiệu với cả phụ kiện quốc tế để cho anh đi làm. Đây mà. Em mua đồ cho anh á? Tất nhiên rồi. Em là em thương anh Giai của em nhất đấy. Thế nên là có gì tốt đẹp em phải dành cho anh chứ. Thế mà anh nghĩ xấu cho em.
Ôi dào ôi, thế này thì khéo mai trời bão rồi. Thôi, anh đang nghĩ thế để em mang về dùng. À, thôi. Được rồi, anh xin, được chưa? Thế nhưng mà tiền ở đâu ra mà em mua đồ nhiều vậy? Toàn đồ hàng hiệu nữa. Thì anh giao cho em bao nhiêu tiền mà cho rất là nhiều lần. Những lần đấy em tiêu không hết thì em để, em dành dụm, em mua đồ cho anh. Em tiết kiệm á? Chẳng nhẽ lại bảo là dạo này mình vào cầu hay sao? Anh, em mệt quá, em về phòng đấy ạ, em xin phép. Chẳng lẽ nó thay đổi rồi à? Em đi 50 triệu, ai theo không? Quý em chơi căng đấy. Thôi được rồi, anh theo 50 triệu. Thêm 50 triệu nữa là tròn 100 triệu. Lật bài đi em. Tốt, em theo. 9 áp cụ. Sàng tiền đi anh em. Khoan đã, 7, 8, 9 là liêng. Khốn nạn. Đen thế nhở? Anh ơi, chơi thế đủ rồi, mình về thôi. Lan này, em còn tiền không? Anh giật tạm một ít, anh gỡ được, anh trả em. Em lấy đâu ra nhiều tiền chứ? Tiền em gửi về quê hết cho mẹ rồi. Sao? Chú em định vay tiền để gỡ à? Dạ, em... Chú em đang nợ anh bao nhiêu tiền nhỉ? 500 củ ạ. Nhưng mà anh thư cho em vài bữa, em hứa em sẽ trả. Em yên tâm, đã là bạn của Lan giới thiệu rồi ấy, thì anh sẽ không làm khó khăn đâu nhá. Được rồi, anh sẽ cho chú mày vay tiền. Sao? Thế có muốn vay tiền để gỡ không? Dạ, em có. Được rồi, anh sẽ cho chú mày vay thêm 300 triệu nữa, tổng là 800 triệu. Được chứ? Dạ, em đội ơn anh ạ. Chia bài đi. Alo, tôi nghe đây, ai thế ạ? Chào anh có phải là anh trai của Đức không nhỉ? Dạ vâng, là tôi đây. Thằng em trai quý tử của anh vay tiền tôi chơi cờ bạc, giờ nó đang không chịu trả thì như nào anh trai ơi? Anh nói sao cơ? Thằng Đức nhà tôi á? Phải, nó nợ cho tôi gần 1 tỷ rồi. Có định trả anh không hay như nào, nổ luôn một câu cho danh chính. Cả người, bây giờ em trai của tôi đang ở đâu? Các người. Nói luôn như này cho nét nhá. Giờ tôi cho ông anh vị trí mà thằng Đức đang nằm, ra đấy mà vác nó về. Nhưng nói trước này, đúng 2 ngày nữa mà không trả đủ tiền cho bọn này thì xác định luôn đi nhá. Mà ông anh cũng đừng nghĩ đến chuyện mang pháp luật vào đây. Bọn này không phải mafia internet đâu nhá. Thế đấy. Nhìn xem chị mày đây. Chị Dương ơi, chị gà cho em. Em biết, em có mất đi mù chị, Biết. Vâng. Dương, có phải là Dương bé đấy không? Toàn màu xanh này. Thế hóa ra là vậy. Hắn ta giật túi của bà. Thế giày của bà đâu? Sao bà lại đi chân đất thế này? Theo ông ấy, nếu mà đi dép vuông như thế thì liệu có đuổi được tên cướp không? Ra là vậy. Thế bây giờ bà là giang hồ đấy à? Thì cũng có số má tí thôi, giang hồ gì. Ngày xưa ấy, bà đã nổi tiếng toàn trường là đánh đá và hung dữ rồi. Không ngờ bây giờ... Có gì đâu chứ, chẳng qua là bây giờ tôi làm tài chính nên tôi mới phải thế thôi. Thử hỏi mà xem nhá. Bây giờ có vay, có trả, đàng hoàng đúng không? Thì việc gì tôi phải dương vay, đúng chứ? Thì... Lâu lắm rồi mới gặp lại ông đấy. Bây giờ làm giám đốc oách quá rồi. Nhưng mà lúc nãy
Ông làm cái gì mà đi vội vội vàng vàng, phóng vù vù thế, không phanh kịp là suýt nữa đi tông cái cẳng nhà người ta rồi đấy. Thật ra thì hóa ra là vì cậu em cờ bạc phát ra chi tử à? Bảo bé bé cái mồm giúp tôi với. Ừ, sợ đách gì. Này, mà sao ông không đến với cái chỗ thằng em luôn đi? Ngồi đây mãi thế, nhỡ lâu nó ẳng luôn thì sao? Quẳng á? À, thì là gặp nguy hiểm đấy. Thì tôi cũng đã gọi nó rồi. Nó bảo là nó vẫn đang ok. Và hiện tại bây giờ ấy, không muốn gặp tôi. Tôi cứ nghĩ rằng nó thay đổi rồi cơ. Nhưng mà hóa ra nghĩ chán lắm ạ. Lạ thật đấy. Nhà hoàn cảnh đã như thế rồi thì hai anh em phải biết đường mà đùm bọc lấy nhau chứ. Đây đằng này thằng anh thì làm cong lưng ra, còn thằng em thì lại phải hết sạch. À, mà này, ông có ảnh con người yêu nó không? Đưa đây cho tôi xem nào. Đây. À, tưởng ai, hóa ra là con bé này à? Ơ, khoan đã. À, lại còn thêm cả ông anh hờ của nó nữa. Ô, thế bà biết hai anh em cô bé ấy à? Anh em cái quái gì, chúng nó cặp bồ với nhau đấy. Hả? Hai cái đứa này này, chuyên gia nhá, đi lừa những cái con bạc mà trẻ trẻ ngơ ngơ ấy, lừa về chơi với chúng nó, xong chúng nó cho vào chồng hết đấy. Bọn khốn nạn này. Đợt trước ấy, tôi cũng có một thằng đàn em là cũng dính vào bọn này, bị nó lừa một lần rồi. Tôi cho một trận rồi, thế mà bây giờ vẫn không thay đổi, đúng là thân lừa nặng, vẫn đi lừa người khác à? Được rồi, vụ này ông để tôi xử cho. Alo. Này, chị Bảo này, bảo ngay thằng Sơn Lách với cả thằng Vũ Cám điều xe đến đón chị ngay nhá. Được rồi, có chuyện này cần làm đấy, nhớ đến ngay nhá. Lần này tôi sẽ cho chúng nó đăng xuất luôn. À, này, tôi có ý này, có thể là giúp được thằng em của ông thay đổi luôn đấy, có thử không? Anh Toàn, anh Toàn, anh sao đây? Các người là ai? Tại sao lại đánh anh trai tôi ra nông nỗi này? Chúng tôi là ai thì cậu không cần biết. Anh trai của cậu vì muốn trả nợ cho cậu ấy nên đã đến đây vay nợ của chúng tôi rất là nhiều lần rồi. Hôm nay lại còn cả gan đến đây á, vay thêm tiền và vay thêm những 1 tỷ cơ đấy. Cô nói gì? Tôi không tin. Chắc là cậu không biết thôi. Chứ nhà cậu á, phá sản từ lâu rồi. Tất cả các số tiền chi tiêu, ăn uống, sinh hoạt hàng ngày, đến tiền cậu ăn chơi ý, đều vay ở đây hết đấy. Tôi xin cô. Cô muốn làm gì tôi cũng được. Xin hãy tha cho anh trai tôi. Bây giờ có hối hận thì cũng muộn rồi. Chẳng phải bình thường á, anh trai cậu lúc nào cũng khuyên cậu là bỏ cờ bạc đi mà cậu không nghe mà. Bây giờ ấy thì không có đường mà quay đầu nữa đâu nhá. Lên. À, không, 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 không. Tôi xin cô. Tôi hứa sẽ không cờ bạc nữa. Tôi còn số nợ. Tôi sẽ làm trâu làm ngựa để trả cho cô cả đời. Xin cô hãy tha cho anh trai tôi. Này, xem ra là em trai cậu ấy màu nước mắt quá. À, chuyện này là tất cả chuyện này ấy chỉ là một màn kịch tôi đã dàn dựng nên để cho cậu tỉnh ngộ thôi. Chuyện của cô Lan tôi cũng đã dàn xếp xong hết rồi. Tôi rất mong đây sẽ là một bài học
để cho cậu có thể cảnh tỉnh được. Rồi thay đổi đi cậu Đức ạ. Anh tỏ lệ, em biết là em sai rồi. Em hứa vậy, em sẽ từ bỏ cờ bạc, chăm chỉ học hành để giúp anh phát triển công ty mà bố mẹ để lại.